Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang đứng đây là địa phận xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước khi bắt đầu nội dung chính của cái video này thì quý vị hãy dành 5 giây để đăng ký kênh của tôi nhé, để cập nhật những thông tin mới nhất, những cái video tôi đưa lên. Thì giới thiệu quý vị trên một cái lô đất nằm trên cái con đường này, mặt tiền đường nhựa luôn, khu dân cư. Đấy, kia người ta còn bán hàng luôn, chỗ kia là bán tạp hóa luôn đấy Phú ơi, bên kia đó. Thì cái lô đất này có diện tích là 3.900 m², nó chiều ngang thì nó bé thôi, có 20 m thôi, nó sâu bên trong lở hậu 20 m thôi, 20. Giá chào bán 1.450 tỷ, tính ra có 1.450 tỷ à, giá cũng tốt đó. Mà đường đây thẳng luôn, thẳng cái này là ra tỉnh lộ 328 này quý vị này, à 329 này, là chạy thẳng luôn nhé, không có quẹo đâu hết á, chạy thẳng luôn cái đường nhựa này. Thì nhưng tội cái đường, cái mặt đường của nó có 20 m, đâm ra nó cũng hơi nhỏ nên giá của nó mới tương đối hấp dẫn. Thế thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất đây, 1.500 tỷ thôi, dưới 1.500 tỷ, ok, dưới 1.500 tỷ. Vâng, có bán không ạ? Bán có. Dạ, công xem ra nãy mới đi ngang. Vâng, ổng ra mua nè, số ổng. Vâng, ấy thì quý vị nào có nhu cầu mua đây cứ alo cho tôi nhé. Trung, Trung ơi, cái lô này là một héc là bán bao nhiêu nhỉ? 1 héc đây là 3.500 tỷ, giá tốt luôn đó. Mà cái chiều ngang này nó tới 50 m à? Cái này là 1 héc, héc phía đối diện quý vị nhá. Quý vị nào quan tâm thì alo cho tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.